Chào các em, thầy là thầy Trung PM. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái cách làm khác, hay là chính là một hướng cái tiếp cận khác của cái câu mắc min số phức trong cái đề minh họa của Bộ Giáo dục vừa mới công bố. Trong cái chuỗi video của thầy thì cứ mỗi một video thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách làm nhanh, một vài câu hay ở trong cái đề minh họa. Được chưa? Thì các bạn cứ để ý theo dõi các video thầy sẽ đăng tải nha. Đầu tiên là thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái công thức để tính nhanh. Và thực sự là công thức này cũng rất đơn giản, chứ không phải là những công thức phức tạp, khó khăn mà các bạn khó nhớ, khó chứng minh. Đấy. Chứ mục tiêu của mình là gì? Vẫn phải đặt trường hợp, đặt địa vị của người hướng dẫn vào cái vị trí của các em học sinh. Có nghĩa là có thể có rất nhiều cách làm, có rất nhiều công thức, nhưng mà những cái cách làm mà dài hoặc là những công thức quá phức tạp khó nhớ thì chắc chắn là khi đi thi các em cũng rất là khó nhớ được những công thức đấy để áp dụng vào. Đấy, do đó thầy không ưu tiên là làm theo những cái cách mà bản thân mình còn rất khó nhớ hoặc là gây khó khăn cho học sinh. Đấy. Ví dụ, đối với cái dạng là cho số phức Z thỏa mãn cái biểu thức này Z cộng X cộng II bằng K. Và K phải lớn không? Thì đương nhiên rồi, mô đun của số phức thì phải lớn không rồi, đúng không? Thì các bạn đã học rồi. Khi ta tìm quỹ tích của số phức Z, thì Z cộng với X cộng II này bằng K này, thì các bạn sẽ tìm được quỹ tích của nó là một gì? Một đường tròn, đúng không? Quỹ tích của nó các bạn sẽ tìm ra được một đường tròn. Và từ đấy các bạn sẽ tìm được mô đun của đường tròn đấy, đúng không? Thầy vẽ ví dụ cái đường tròn như này, cái tâm Y đây, được chưa? Thế thì mô đun số phức Z thì số phức Z lớn nhất là ở cái điểm mắc này và nhỏ nhất thì ở cái điểm min này. Đây là góc tọa độ O. Đấy là cái lý thuyết. Và thầy tin chắc rằng cái này các bạn đều sẽ được học, các thầy cô các bạn đều sẽ dạy. Vì đây là những cái dạng căn bản của số phức Z, mô đun của nó. Thì dựa vào cái đấy thì ta sẽ tìm ra được rằng công thức tính mắc của số phức Z chính là giá trị lớn nhất của mô đun số phức Z là bằng K cộng với căn của X bình cộng Y bình. Còn min thì bằng K trừ căn của X bình cộng Y bình. Như vậy là thầy cung cấp cho các bạn công thức và cái hướng để các bạn nắm được công thức này từ đâu ra, chứng minh như nào, vân vân. Được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ xuất phát từ cái quỹ tích của cái số phức Z nằm trên một đường tròn. Từ đấy các bạn sẽ tìm được mắc min của số phức Z này. Thế bây giờ thầy sẽ cho một ví dụ là cho số phức Z thỏa mãn cái biểu thức như này. Tìm mô đun lớn nhất của số phức Z. Thế thì ta có ngay được rằng cái 2 cộng căn 5 này có phải là K không? 2 căn 5 không? K của mình bằng 2 căn 5. Và cái X của mình bằng 2, Y của mình bằng 1 đúng không? X bằng 2 và Y thì bằng 1. Đúng chưa? Đấy. Thế các bạn có x bằng 2 bằng 1 rồi. Thế ta sẽ suy ra được rằng căn của x bình cộng y bình thì sẽ bằng gì? 2 bình cộng 1 bình thì chính bằng căn 5. Đúng chưa? Đấy. Thế thì bây giờ ta chỉ cần áp dụng thôi. Người ta bắt tìm là mô đun lớn nhất của Z đúng không? Thế thì ta suy ra ngay được rằng mắc của Z sẽ bằng K cộng với căn x bình cộng y bình, hay chính là bằng 2 căn 5 cộng căn 5 và bằng 3 căn 5. Từ đấy ta chọn được ngay đáp án là C. Đấy. Được chưa? Để các bạn hiểu được là cách áp dụng công thức. Nếu người ta hỏi min thì các bạn chỉ làm phép trừ mà thôi. Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ quay trở lại cái vấn đề đầu tiên mà thầy muốn nói với các bạn. Đó là gì? Ta sẽ áp dụng nó vào cái câu trong đề thi minh họa như nào? Đây chính là cái câu 49 trong đề minh họa. Được chưa? Hẳn là các bạn cũng đã làm thử rồi và cũng có rất nhiều cái đáp án để các bạn tham khảo rồi, cách chữa câu 49. Do đó thầy sẽ chỉ là cung cấp cho các bạn một cái cách làm câu 49 này mà thôi. Được chưa? Đấy. Vấn đề là giữa cái đề và cái lý thuyết thì các bạn lại chưa thấy có tính tương đồng. Đúng không? Chưa thấy có tính tương đồng. Do đó nó đòi hỏi các bạn phải là gì? Cái sự vận dụng sáng tạo những cái lý thuyết đã được học vào việc bài tập
Và đấy mới là cái mục tiêu mà người ta ra các câu vận dụng cao, chứ không phải là ra những câu vận dụng cao để đánh đố các bạn. Đấy. Được chưa? Như vậy, ở đây người ta cho là Z1 bằng 1, Z2 bằng 2 và modulus Z1 trừ Z2 bằng căn 3. Người ta bắt đi tìm giá trị lớn nhất của cái biểu thức 3Z1 cộng Z2 trừ 5y. Được chưa? Đấy. Thế thì thầy cũng phải đưa được nó về cái dạng mà Z cộng xy cộng yy đã. Được chưa? Đấy. Thầy để đây để các bạn nhìn được nhá. Chờ thầy gấp cái tờ giấy lại. Nào, các bạn nhìn được chưa? Đó. Đầu tiên cái đề bài 3Z1 cộng Z2 trừ 5Y thì thầy sẽ đặt cái 3Z1 cộng Z2 sẽ bằng Z trừ 5Y, đúng không? Đấy. Và ta phải đi tìm modulus lớn nhất của cái số phức này. Thế người ta cho Z1 modulus bằng 1, Z2 modulus bằng 2 và Z1 trừ Z2 bằng căn 3. Thế thì thay vì việc đi gì? Đi phân tích cái Z1, Z2 này dưới dạng tổng quát là X1 cộng YY1, X2 cộng YY2 chẳng hạn, vân vân, và sẽ phải giải hệ phương trình để tìm được X1, X2. Thầy sẽ chọn các cái giá trị Z1, Z2. Z1 bằng 1 thì thầy chọn luôn. Z1, số phức Z1 bằng 1 luôn. Thì module nó cũng bằng 1 đúng không? Chọn Z2 bằng gì? Z2 chọn như nào để sao module nó bằng 2, đồng thời Z1 trừ Z2 phải bằng căn 3 module, thì thầy sẽ chọn là 1 đấy, cộng với 2y. À không, thầy chọn 2y luôn chứ nhỉ. Đây, thầy chọn 2y luôn, Z2 bằng 2y. À, Z2 bằng 2y. Đấy. Như vậy ta có là Z module của Z2 cũng bằng 2 và Z1 trừ Z2. À thế thì Z1 trừ Z2 sẽ không ra căn 3, thầy sẽ chọn lại vậy. Sẽ là 1 cộng căn 3y đi. 1 cộng căn 3y. 1 cộng căn 3y. Thế thì module của nó sẽ là 1 bình cộng căn 3 bình thì là 4, căn 4 là 2. Và Z1 trừ Z2 thì hai con 1 mất nhau thì đúng là module căn 3y rồi. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là thầy sẽ chọn Z1 bằng 1, Z2 bằng 1 cộng căn 3y. Thế thì khi đấy ta sẽ tính được cái gì? Số phức Z của mình bằng 3 lần Z1 cộng Z2 bằng 3 cộng 1 là 4 cộng căn 3y. Đúng không? 4 cộng căn 3y. Thế thì các em sẽ tìm ngay được module của Z bằng căn của 4 bình cộng 3 bằng căn 19. Bằng căn 19. Được chưa? Đấy, 4 bình cộng 3 bằng căn 19 như này. Thế thì áp dụng vào công thức lúc đấy thôi, ta sẽ có mắc của gì? Mắc của module Z sẽ bằng, cái này chính là đóng vai trò là K đấy, đúng không? Được chưa? Đây chính là đóng vai trò là K. Thì ta có căn 19 cộng với căn của x bình cộng y bình này, chính là 0 bình cộng với 5 bình. Đúng không? Thì có phải bằng 5 cộng căn 19 không? Được chưa? Đó. Như vậy là ta đã tìm được gì? Module lớn nhất của cái số phức Z. Mà Z của mình chính là 3Z1 cộng Z2 mà thôi. Được chưa? Đó. Thế thì sẽ có những bạn đặt trường hợp là gì? Đây là thầy lấy chọn cái số phức Z1, Z2 như này. Thế nếu em chọn số phức Z1, Z2 khác thì sao? Thế thì thầy lại chọn thử một số phức Z1, Z2 khác để xem kết quả như nào. Nhưng mà các bạn phải nhớ là miễn sao nó thỏa mãn cái điều kiện đề bài. Được chưa? Đấy, miễn sao nó phải thỏa mãn điều kiện đề bài. Thì thầy lại chọn tiếp. Z1 để vẫn bằng 1 à. Z1 bằng y đi. Module của Z1 thì sẽ vẫn là 1. Z2 sẽ bằng Z2 căn 3 cộng y đi. Đấy, để sao cho hai thằng trừ nhau vẫn phải bằng căn 3 mà. Đúng không? Thì khi đấy ta sẽ có Z bằng 3 Z1 cộng Z2 bằng 3y cộng y là 4y, như vậy là căn 3 cộng 4y.
Và ta vẫn tính được modulus của z này bằng căn của 3 cộng 16, 4 bình mà, và bằng 19 căn. Được chưa? Đấy. Thế thì ta vẫn có công thức max của z sẽ bằng k cộng căn x bình cộng y bình đúng không? Thì chính là căn 19 cộng với căn của 0 bình cộng 5 bình thôi. Thì bằng 5 cộng căn 19. Được chưa? Đấy. Như vậy rằng các bạn thấy là ta đã ra được đáp án là 5 cộng căn 19 đúng chưa? Và cách làm nó rất là đơn giản. Đó. Có nghĩa là ta sẽ đưa được cái dạng này về cái dạng tổng quát của mình. Đó. Để các bạn biết cách bắt chước áp dụng cho những bài tìm max của số phức z khác. Được chưa? Và thầy vẫn nhấn mạnh đây chỉ là một trong những cách làm thôi. Đấy. Nhưng mà thầy nghĩ nó sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái thông tin đáng kể và hỗ trợ được nhiều cho các bạn trong quá trình ôn tập cũng như học. Đấy. Quan trọng là các bạn khi nhìn thấy cái lý thuyết này và thấy cái đề như này thì các bạn phải có sự liên tưởng, có sự tư duy để biến đổi nó ra, chứ đừng có máy móc nó không giống hệt dạng thầy ạ, à, em không biết cách áp dụng. Như thế thì cũng rất là khó, bởi vì đây bản thân nó là những cái câu vận dụng cao rồi. Được chưa? Đấy. Như vậy thầy đã chữa xong cho các em cái một cái dạng làm câu mắc min số phức. Ok, các em có thể theo dõi lại công thức ở đây. Đấy. Các em nhớ để ý theo dõi các video nhé, vì thầy sẽ cung cấp dần các cái video chữa các cách nhanh. Thầy sẽ xem là cái đề minh họa đấy có những cái câu nào có thể áp dụng được, hoặc là có những cái dạng bài nào hay thì thầy sẽ quay video để hỗ trợ các em trong quá trình ôn thi. Ok, tạm biệt các em.